Ok, hôm nay thì chúng ta sẽ nấu cùng một lúc 5 món nhá. Sử dụng chiếc nồi hoàng hậu này để nấu cùng một lúc 5 món. Món đầu tiên chúng ta sẽ đặt ở dưới nồi, đấy là món cháo gạo lứt nấm đùi gà. Bây giờ mình sẽ ninh gạo trước một chút nhá. Hương sẽ cho gạo vào cho nước vào rồi, bây giờ mình sẽ lại vung và ninh gạo trước. Khoảng độ, tại vì các món khác của chúng ta sẽ chín trong vòng 20 đến 25 phút, nên Hương sẽ ninh cái này trước khoảng 20 phút. Ok. Hôm nay thì như là đã nói với tất cả mọi người là chúng ta sẽ sử dụng một chiếc nồi thuần thôi, nồi quy quắc, nhưng mà chúng ta sẽ nấu cùng lúc 5 món nhá. Món đầu tiên là món cháo gạo lứt thì đang nấu trước khoảng 20 phút rồi. Bây giờ cái món tiếp theo của chúng ta là chúng ta sẽ có những món sau. Món thứ nhất là cá, và cá ở đây là cá là chúng ta sẽ không phải là hấp sả, mà cá chúng ta sẽ hấp sống giống sả cực kỳ là ngon luôn. Món thứ hai của chúng ta là đậu sốt với nấm kim châm và nước tương. Món thứ ba là gà xào nấm cà rốt, được chưa ạ? Món thứ tư của chúng ta sẽ là rau củ quả, và món thứ năm chính là cháo gạo lứt. Thế bây giờ thì trong lúc đợi cháo ninh trước thì Hương sẽ chuẩn bị sẵn những cái món này, và lát nữa chúng ta chỉ cần đặt lên trên nồi là xong. Ok. 20 phút mình nấu gạo trước nhá. Bây giờ mình sẽ cho một chút nấm của gà vào này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu sắp xếp để chúng ta có 5 món khác nhau. Cái nồi này thì rất là hay, là ở dưới thì cứ nấu cái gì ở dưới, ở trên thì mình sẽ có 5 món. Thứ nhất là cá hấp giấm sả. Thứ hai, món thứ hai của chúng ta là món đậu sốt sa tế nấm kim châm. Món thứ ba của chúng ta là món gà xào nấm. Và cái những cái chỗ này lát nữa Hương sẽ để cách ở đây để lát nữa Hương sẽ để rau củ quả. Ok, đúng không ạ? Xếp luôn, để bọn mình lấy ra trước cũng được. Thôi thôi, mình xếp sau, mình xếp sau, mình xếp sau. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đậy vung. Hay ở chỗ ấy là bởi vì là nhiệt nó chín, nhiệt nó lan tỏa toàn bộ nồi, từ đáy, từ trên, từ đáy nồi cho đến tận vung nồi, mặc dù là nhiệt độ để rất là thấp, vì thế nên các món hấp để trên này nó chín rất là ngon và nó giữ vitamin. Và nhìn như thế này thì mình sẽ chưa cảm nhận được, nhưng mà lát nữa khi mình ăn ấy thì mình sẽ cảm nhận cái sự khác biệt của món ăn, được chưa ạ? Bây giờ em sẽ cho lửa to, và khi nào mà có cái vành hơi nước ở đây để thể hiện cái công nghệ Vitalox thì lúc ấy mình sẽ cho hạ nhiệt độ xuống. Ok, xong. Vài phút thì chúng ta nhìn thấy cái công nghệ Vitalox của chiếc nồi thùng quy này có một cái lớp màng hơi nước ở xung quanh để giữ lại được vitamin ở bên trong nồi. Thức ăn sẽ chín, và bây giờ thì Hương sẽ tính cái khoảng thời gian mình nấu cái món này, là mình sẽ để cái khoảng thời gian là 10 phút. Sau 10 phút mình sẽ cho thêm rau củ quả nha. Và 20 phút là thức ăn sẽ trong nồi sẽ hoàn toàn là chín. Xong ạ. Rồi, món đậu quá nó có là cái gì đấy? Xì dầu hào chị ạ. Dầu hào, và bây giờ sẽ cho sa tế. Nấm này ngon rồi. Mình sẽ bọc cái bảng, và sau đó mình sẽ nấu vào trong nồi thần của mình nhá, để mình có thể nấu nhiều món cùng một lúc. Mình sẽ có cái nồi thứ ba. Ở đây trong cái nồi có một chút xíu nước nha, không cần phải nhiều nước đâu. Đấy, một chút xíu nước thôi. Từ từ cây sáo này rồi. Cho mọi người ăn thêm khoai. Đấy, xong rồi tí nữa em sẽ để rau xanh lên trên. Bây giờ cái món cá này thì mình cứ để mình mất thôi. Đây là bảy phút nữa là chín nhá. Thế nên là Hương đổ nốt cái súp lơ của chúng ta vào. Bí ngô với cả cà rốt đã được cho vào trước rồi. Đó, bây giờ 7 phút nữa là cái nồi 5 món nấu cùng nhau như thế này của chúng ta sẽ chín. Và tại sao chúng ta lại nấu được 5 món cùng với nhau? Lý do rất là đơn giản, là bởi vì nồi của chúng ta là chín bằng nhiệt độ thấp và công nghệ Vitalox, cho nên là thức ăn nó sẽ không lẫn được vào nhau này. Và kể cả mình để rất là nhiều thức ăn trong cùng một cái nồi này thì nó cũng chín cùng một lúc. Tổng thời gian nấu món này chỉ có khoảng 45 phút thôi. Như vậy là nếu như là chúng ta muốn cái nồi ngày nay Hương nấu là cho khoảng độ 6 người ăn,
đó, 6 người ăn. Thì như vậy thì mình sẽ nấu ăn rất là nhàn đúng không ạ? Cực kỳ là nhàn, chúng ta không cần phải sử dụng nhiều nồi, chúng ta không cần phải nấu nhiều lần. Còn lại con phải ăn mặc đẹp. Chúng ta phải ăn mặc đẹp để nấu ăn. Tuyệt vời, ok. Rồi, thời gian thì ngon quá. Đã chín này, cả nhà thấy ạ. Màu sắc có đẹp không ạ? Súp lơ gần như là còn xanh nguyên nhá. Đây, chị Hải à. Đây, súp lơ còn rất là xanh, cà rốt, bí ngô. Dạ, em chào chị. Rồi, bây giờ mình sẽ gấp ra, được chưa ạ? Chúng ta sẽ mang ra để chúng ta kiểm tra thành phẩm 5 món ăn. Rồi, nhắn cho cô Hải. Thế thôi. Cảm giác chị không hiểu cái đôi đũa gỗ mà em. Cảm ơn chị ạ. Đó, anh quay cái miếng bí này này. Này, cái miếng bí ngô này. Mình bí ngô không hề bị chín đâu nhá, mình nhìn như vậy nhưng mà mình vẫn đắp được này. Này còn nếu mà mình nấu để một góc này thì mình chụp ảnh cho này. Đây này. Đây gặp mọi người bảo ngô chia cháo chị để tăng thế. Là bị tưởng sao mà tăng được. Hai chị em không bị tăng được. Đấy, bây giờ chúng ta đánh cháo ra nhá cả nhà nhá. Cháo rất là nhừ rồi. Bây giờ mình đánh xong mình cho thêm nước và cho gia vị vào. Đó, cho nước và đun sôi và cho gia vị vào là mình sẽ có món cháo gạo lứt nấm rơm rất là ngon. Bây giờ thì Hương sẽ cho nước và pha với bột protein. Anh Duyên bê cái đấy vào đi. Cái đấy được rồi, bê vào tí nữa em sẽ bày ra. Bình thường thì nấu nó không thể nó nhanh như này được đâu. Cái gạo lứt này này, mình nấu... Em ngâm trước chị ạ. Em có ngâm. Bây giờ em đánh gạo. Nó có bao giờ nó bị sát không? Nó có hơi sát một chút này, nhưng mà nồi này nó rất là sạch. Đó, thì thấy nó đi ngay. Mình thấy chưa? Nếu mà mình... Liệu sát là nó khê không? Không chị, không. Không bao giờ khê, nó đã cháy đâu chị, nước nó vẫn còn rất là nhiều mà. Mình phi riêng nấm với cả hành riêng. Xong rồi mình, bây giờ em đun sôi, em cho gia vị vào là chín ạ. Tối quá nhỏ. Tối quá nhỏ. 5 món ạ, yeah. Chúng ta sử dụng nồi thần, chúng ta nấu 5 món phối hợp nhá. Đấy, gồm có cháo gạo lứt này và nấm này. Đấy, rồi cá này, đậu sốt này. Đây là gà nấm sốt này. Đây là rau củ quả hấp này đó. Bây giờ nào chị Hồng ăn, chị ăn món đầu tiên là món cháo gạo lứt. Đấy, tất cả là 45 phút là chín hết nhá. Ok, chị thấy thế nào? Ngon, ngọt đấy. Ngon, đậm đà. Đấy, mà gia vị là lúc nãy là chị là người chứng kiến nhá, là gần như là không có cái gia vị gì ghê gớm cả nhá. Đấy. Là gà, không gà, có cho gia vị không nhỉ em nhỉ? Một tí xíu nhá. Ok. Nào, bây giờ đến món thứ hai chưa? Gà nấm á. Gà nấm thế nào? Cũng ngon, nó phải như thế nào so với bình thường ấy chứ? Ngọt. Nó dai hơn đấy à. Chứ gà nó săn đúng không? Toàn là lườn gà công nghiệp. Lườn gà công nghiệp nhá. Rắn đấy. Rắn. Chị ăn cháo chưa? Chị ăn cháo rồi. Chị thấy thế nào? Mềm. Nó đậm đà. Đậm đà bản sắc dân tộc. Mềm. Thơm. Có thơm không? Mặt đấy. À, vậy gặp lứt rồi, còn tuyệt vời. Ba. Nó cứ là mềm mà giòn. Ôi, mềm mà giòn thế nó cũng buồn cười. Bình thường mềm là nát đúng không? Nhưng ở đây là để qua cái nồi thần thì nó lại thành là mềm và giòn. Đấy. Rồi, ok. Tí rất là ngọt. Tuyệt vời. Đấy, có, thấy chưa, con nó bảo không cần chấm đúng không? Nếu mà chấm là mất độ ngọt luôn. À, chị Hồng thấy ngọt không? Chị? Ngọt. Đó rồi, đấy nhá, chị thử đi. Mềm nhưng mà lại giòn, thế nó mới lạ màu sắc, bởi vì nó ngoài công nghệ vai ta lốc nó giữ được khoảng 70-80% chất dinh dưỡng, màu sắc hương vị như là ngọt nguyên tươi. Ok, ăn như kiểu mình ăn sống ấy, nhưng mà nghe món cá không có mùi cá. Rồi, cá chưa? Đây, cá đây. Cá đi xem có bị tanh hay là có bị ấy không, có nát không, xem nào thử nào. Đấy, so với cả cá này cũng là cái loại cá bở đấy nhá. Đấy, nào chị thấy kìa, ngay cái việc mà lấy cái miếng cá thôi em đã thấy là nó săn rồi. Rắn dài dài rồi. Rắn nào thế nào? Có tanh không? Không. Không hả? Tốt. Tanh. Chị đến chị. Ngon không? Đậu như kiểu là đậu đun ở trong nồi kiểu phải sôi sôi ở ngoài thường như là. À, đúng rồi, nhưng mà có tanh không? Không, tanh. Rồi ngon. Bà ăn cá chưa? Rồi, ok, tuyệt vời không? Ngon. Rồi, tuyệt. Đậu chưa? Chị gắp miếng đậu lên cho mọi người xem nó săn như thế nào. Đấy, chị gắp. Săn, như quay ăn. Đúng rồi. Nó săn theo chị đặt này. Không nát rồi. Ăn cái kiểu mình trải nghiệm mà. Trải nghiệm mà. Kệ, tách một cái video riêng. Tại vì em còn một cái nụ. Không sao. Không sao. Ok. Được chưa? Ok. Sắp xong rồi. Xong rồi, 5 món rồi. Xong 5 món rồi đúng không? Tóm lại là tuyệt vời. Xong.